Hôm nay 14 tháng 2 mà mày không đi đâu à? Ui giời, giờ tình yêu nó chỉ là một vòng xoáy đau khổ luân hồi vô lượng kiếp mà thôi. Hôm nay mới là mùng năm Tết, gia đình là trên hết. Đã ế này còn hay nói đạo lý. Bà đi đâu đấy? Bà đi chơi ba đen thai. Ui giời, yêu đương làm gì bà ơi, tất cả chỉ là một vòng xoáy đau khổ luân hồi thôi. Hôm nay mới là mùng năm Tết, tất cả phải đặt gia đình là trên hết. Mà mày bôi dầu hay sao mà nói phét trơn thế? Cái này nó là sự thật hiển nhiên. Mày ế thì mày ở nhà trong nhà cho tao. Nhớ tối phải cho chó ăn đấy.